Hôm nay ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia. Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, dự chương trình chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Chương trình do Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đi thông điệp chuyển đổi số một cách tổng thể, xuyên suốt, toàn diện, bao trùm, liên thông nhưng có trọng tâm, trọng điểm với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp mang lại lợi thiết thực cho quốc gia, dân tộc và cho chính người dân, doanh nghiệp là yếu tố quyết định bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số quốc gia. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo phải hỗ trợ các doanh nghiệp tích cực chuyển đổi hoạt động sản xuất kinh doanh lên môi trường số, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa nhà nước và doanh nghiệp. Với quan điểm đầu tư cho nghiên cứu phát triển công nghệ số, nhất là dữ liệu số là đầu tư cho tương lai, Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tập trung nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ số để tạo ra giá trị bền vững trong tạo lập và khai thác dữ liệu, chú trọng đầu tư cho nghiên cứu và phát triển R&D, tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc tế, tìm kiếm, phát hiện các mô hình, công nghệ, giải pháp hiện đại áp dụng phù hợp ở Việt Nam chính phủ việt nam xác định mục tiêu kép là vừa phát triển chính phủ số kinh tế số xã hội số vừa hình thành các doanh nghiệp công nghệ số việt nam có năng lực cạnh tranh toàn cầu để hiện thực hóa khát vọng một việt nam hùng cường thịnh vượng người dân được phồn vinh ấm no và hạnh phúc